tên Trần Thị Ngọc Huyền, 36 tuổi, hiện ở tại Mỹ Thọ, Phùng Mỹ, Bình Định. Năm 24 tuổi chị lập gia đình. Sau một thời gian thấy chưa mang bầu nên vợ chồng chị đi khám bác sĩ. Bác sĩ kết luận chị bị đa nang buồng trứng, chồng chị bị yếu tinh trùng nên rất khó có con. Chị chạy chữa bằng đủ loại thuốc. Trong thời gian này có người bạn cùng làm công ty khuyên chị trì chú đại bi, bảo rằng ca sĩ Bạch Tuyết nhờ trì chú đại bi mới sinh được con, cho chị một bài chú đại bi in trên giấy. Chị nửa tin nửa ngờ nên hành trì không đều đặn, tính tâm không kiên cố. 3 năm sau chị mang thai, được vài tháng thì bị sẩy. Đến bệnh viện bác sĩ cắt bỏ một bên buồng trứng, cơ hội có con gần như không còn nữa. Chị về nhà, buồn bã, rơi vào tuyệt vọng. Chị nhớ đến chú đại bi và nghĩ rằng chỉ còn trông chờ vào sự mầu nhiệm giống như trường hợp của ca sĩ Bạch Tuyết vậy. Chị vào mạng để xem những câu chuyện linh ứng về trì chú đại bi, chị phát tâm trì chú từ đó. Ban ngày mỗi khi ăn cơm sắc thuốc chị đều trì chú dạo trong cơm trong thuốc. Tối chị ngồi trước bàn thờ Quán Thế Âm trì 79 biến chú. Chị trì chú được 2 năm rưỡi thì một đêm nằm mộng, chị đến nhà mẹ ruột. Trong nhà có treo tôn ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát rất đẹp, rất trang nghiêm. Rồi chị nghe tiếng khóc trẻ con, nhìn xuống thấy hai đứa bé. Trong tâm chị thầm nghĩ con ai mà khóc tội quá. Vừa nghĩ xong chị nghe dân dãn tiếng nói cho con một đứa con, đứa còn lại là con của anh họ con đó. Tỉnh giấc, chị vội vàng kể chồng chị nghe và khẳng định chắc chắn tháng này vợ chồng mình sẽ có tin vui. Quả nhiên trong tháng đó chị mang thai. Và cũng trong năm đó người anh họ của chị cũng có con. Điều đặc biệt là từ khi lọt lòng con gái, chị không chịu uống sữa mẹ, ép thế nào cũng không được nên phải uống sữa ngoài. Hiện tại con gái chị đã được 6 tuổi, khỏe mạnh hiền hậu và rất thông minh. Nguyện cho những ai nghe được câu chuyện này phát lòng tin sâu trì niệm đại bi chú đều được như nguyện. Nhờ xây cầu yểu mạng thành thọ mạng, không con sanh được con. Trình Di Bá, giờ được 29 tuổi. Một hôm nằm mộng thấy người cha đã chết hiện về nói rằng mạng con sẽ dứt trong năm này, có thể nhờ giác hải cứu cho. Di Bá tỉnh dậy hoang mang không hiểu. Đến ngày kia bỗng gặp một vị tăng từ đất Thục Tứ Xuyên đến, rất giỏi thuật xem tướng, liền thưa hỏi tên họ, vị ấy xưng là Giác Hải. Di Bá xin hỏi về tuổi thọ, vị ấy liền nói mạng số ông ngắn lắm, e là không được đến năm sau. Di Bá hết sức khẩn cầu cứu mạng, sư bèn lấy một chén nước thổi vào đó một hơi rồi đưa cho Di Bá uống, dặn rằng đêm nay nếu mộng thấy điềm lành hãy cho ta biết. Đêm ấy Di Bá nằm mộng thấy mình đi đến một phủ quan, phía hành lang bên trái có một số nam nữ áo mão chỉnh tề cùng đứng, dáng vẻ vui mừng. Lại thấy nơi hành lang bên phải cũng có một số người đang đứng, nhưng đều bị gông cùng xiềng xích, khóc lóc thảm thiết. Khi ấy, có người đứng bên cạnh Di Bá nói, bên hành lang trái là những người xây cầu sửa đường, bên hành lang phải là những kẻ phá đường hoại cầu. Muốn cầu sống lâu hưởng phúc, có thể tự chọn lấy. Di Bá liền phát nguyện đem hết sức mình tu sửa cầu đường. Về sau gặp lại Giác Hải, sư nói, tuổi thọ đã tăng thêm. Di Bá sống thọ đến 92 tuổi, con cháu năm đời đều được phồn vinh thịnh vượng. Lời bàn: xây cầu với phá cầu là hai hạng người phân biệt rõ ràng, quả báo lành dữ cũng là hai đường khác biệt. Nếu cho rằng không có nhân quả, nhất định phải gặp tai họa nặng nề. Ở Côn Sơn có người tên Chu Quý Phu, nhà giàu có lại rất hoan hỷ ra sức làm việc thiện, đến tuổi trung niên vẫn chưa có con. Về sau dời nhà đến quận Tô, gặp được một vị nhân bảo rằng số ông không con, nếu muốn có con nên xây dựng 300 cây cầu thì có thể được. Quý Phu thưa, tôi thật không đủ sức, biết làm thế nào? Người kia nói, việc xây cầu không kể lớn nhỏ, cũng không nhất thiết là xây mới, chỉ cần sửa sang chỗ hư hỏng cũng được tính vào số đó. Quý Phu vui mừng làm theo như vậy, chỗ nào cần xây mới thì xây, chỗ nào cần sửa sang thì sửa, không chút nề hà khó khăn. Đến khi được đủ số 300, Quý Phu đã 60 tuổi, nhưng vẫn liên tiếp sinh được 3 đứa con trai, sau trưởng thành đều là những bậc danh nho. Trong số đó có một người là con rể của Thái Tiên Sinh. Ông sống đến 84 tuổi, mất vào năm thứ 49 niên hiệu Khang Hy. Lời bàn: xây dựng hoặc sửa chữa một cây cầu có thể giúp cho việc đi lại của vô số người, huống chi nhiều đến số 300. Thế nên tự nhiên mạng số được chuyển từ không con thành có con, nhưng như thế hẳn cũng còn chưa hết phước báo. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nhớ follow kênh mình để được nghe những câu chuyện Phật giáo ý nghĩa mỗi ngày nhé.